Dạ vâng, shop xạ thủ PCB ba miền em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nay đâu, lại cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình nhé. Trên màn hình nhỏ của các bác hôm nay, em lại gửi bưu giới thiệu cho các bác, giới thiệu cho anh em mấy cái mẫu Condo Talon. Một là Talon Mini, hai là Talon thẳng dài, cấu hình khung là hạng Z nhé các bác nhé. Z và thẳng nhé. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì cho em giới thiệu qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán. Một là ship code COD toàn quốc, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng mẫu mã thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã, các bác và anh em có thể hoàn hàng gửi lại shop. Hàng thì bên em lúc nào cũng là uy tín và chất lượng giá rẻ, phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Uy tín lúc nào cũng là hàng đầu. Sự hài lòng của các bác, sự hài lòng của anh em là niềm vinh dự lớn nhất tới với shop bên em, nên các bác và anh em yên tâm. Tham khảo có gì inbox cho em qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477, inbox Zalo và Facebook cho em trực tiếp thì bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Và có phục vụ các bác, phục vụ anh em có một cây củi tốt nhất để các bác và anh em về đi săn bắn nhé các bác nhé. Gửi COD thì bên một cây củi như này thì bên em bóc tách ra làm 2 và 3 đơn lẻ gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em tùy vào địa điểm của các bác của anh em nhé. Nên các bác và anh em yên tâm, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra. Gửi COD thì các bác và anh em có thể đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm của các bác, của anh em đặt hàng. Hàng bên em lúc nào cũng uy tín, các bác đặt mặt hàng nào em gửi đúng mặt hàng đó cho các bác, nên các bác và anh em yên tâm. Về phần gửi xe thì các bác và anh em được nhiều quyền lợi hơn, là bên em lắp ráp và căn chỉnh ok một cây củ như này và trả hàng đi test thực tế và căn chỉnh ok đồng tâm, đồng trục, ăn trụm thì em mới trả hàng cho các bác, nên các bác anh em yên tâm. Trong khi lắp ráp mà có lỗi do nhà sản xuất mà trục trặc là em đã loại bỏ hết và thay đổi mới hết cho các bác, cho anh em, nên các bác và anh em yên tâm. Gửi xe thì bên em gửi 63 tỉnh thành cũng như là toàn lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Một cây củi thì nó muôn hình muôn vẻ, cấu hình từ tầm thấp và đến tầm cao là bên em đầy đủ hết để phục vụ các bác, phục vụ anh em, tùy vào túi tiền của các bác, của anh em, nên các bác và anh em tham khảo lấy cấu hình tầm nào, tầm tiền nào thì báo em, bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình. Và bây giờ em sẽ vào chi tiết giới thiệu sản phẩm mấy cây củi này, giá tầm và báo giá công khai cho các bác, cho anh em trong tình trạng tham khảo nhé các bác nhé. Đây, trên tay em đang cầm là một cây Condo Talon, Condo hạng Z mini, hạng ngắm mini nhé các bác nhé. Có một là bình 0,35, đã sơn lót trong ngoài, rất chi ok. Bình ít bằng nhé các bác nhé, 0,35. Van là van Zsu Opel, hộp đỏ to nha các bác nhé, hàng công ty và hàng nhập tàu chính hãng loại 1 nha các bác nhé. Hàng cây Z, hàng ngắm rất chi ok mà giá rất chi sinh viên nha các bác nhé. Combo khung cò ruột tay cầm là gỗ mun nuôi công, rất chi ok, bóng bẩy cho các bác, cho anh em. Khung là khung vuông. Khung vuông mã vạch nha các bác nhé. Bên em có cả khung tròn đây các bác nhé, rất chi ok. Và giảm thanh em lắp giảm thanh bút neo một khúc 5 vách nha các bác nhé. Rất chi ok, một cây củ như này mà giá tầm rất chi sinh viên. Cành em lắp cành Việt Nam, cành tầm trung nhé các bác nhé, cành tầm trung. Cứ bao trụm cho các bác là 5-60 mét vẫn ăn trụm nhé các bác nhé. Rất chị ok, một cây củi hàng Z, hàng mini nhé. Và con kính, là em lắp con kính bút neo sừng hiêu 3-9 x 40 EG nhé các bác nhé. OE, rất chị ok. Và có cả hồng đèn hồng tâm cho các bác, cho anh em đi săn ban đêm, rất chị ok. Mà mã số ký hiệu sừng hiêu rất chị ok nhé các bác nhé. Cây hàng Z này. Cây này giá rất chi sinh viên. Và em báo giá công khai luôn cho các bác, cho anh em là em đang để cho các bác, cho anh em là 4.100.000 đồng. Và đã được bao phí ship COD và tặng các bác, tặng anh em một hộp kẹo nhé các bác nhé. Các bác không nghe nhầm nhé, 4.100.000 đồng. Và đến cây thứ hai là cây Talon. Cây Talon rất chị ok nhé các bác nhé. Talon hạng thẳng dài, thẳng hẳng, xả thẳng nhé các bác nhé, rất chị ok. Một là cũng là bình, là bình nhôm 0,35 lít bằng. Van cờ lít két, hộp mở loại hàng công ty và hàng loại 1 nhập tàu chính hãng nhé các bác nhé. Bên em thì hàng lúc nào cũng là toàn loại 1 ok nha các bác nhé. Combo khung cò ruột tay cầm là gỗ mun nuôi công. Và cái chất gỗ này nó bóng sáng hơn cái loại gỗ này một tí nha các bác nhé. Rất dẻo dai, gỗ mun nuôi công rất chi dẻo dai nhé. Và con giảm thanh, nắm nắp giảm thanh phi 30 hỗ trợ các bác giảm thanh sumo 3 khúc, hỗ trợ các bác, hỗ trợ anh em là 3 khúc là định tâm liền khối này. Định tâm liền khối một khúc ở tận trong đầu cành, rất chi ok. Trụm rất chi chắc chắn cho các bác, cho anh em nhé. Rất chi ok, và nắp có rất đồng trục. Và cành, em lắp cành Lotha Wiser tem vàng, hàng công ty và hàng đời đầu và nhập tàu chính hãng nhé các bác nhé. Lotha Wiser tem vàng, rất chi ok, bao trụm cho các bác, cho anh em là cứ 6-70 mét
80 mét ăn trụm nắp C2 nha các bác nhé. Quy là quy bọc đồng và tay kéo ly lốc nha các bác nhé. Và con kính là con kính VTG, hàng Discovery, hàng 3-9x40 40 AC nha các bác nhé. Chị ok, cái này thì không có đèn. Cái kính này là kính không đèn nha các bác nhé. Cũng là cũng đang nổi nhất trên thị trường hiện nay và rất chi uy lực nhé các bác nhé. Rất chi ok, một cây củ như này. Em bem cho các bác này. Rất chi ok em nha các bác nhé. Và cây này em báo giá luôn là cho các bác, cho anh em là 5.500.000 đồng nha các bác nhé. 5.500.000 đồng. Và đến cây thứ ba là cây thẳng dài hạng Z hạng ngắm nha các bác nhé. Z hạng ngắm rất chi ok nha các bác nhé. Là gồm có một là bình nhôm đít bằng cũng là 0.35 nha các bác nhé. Van là van Z Superbell, hàng hộp đỏ to, hàng công ty và nhập tàu chính hãng nha các bác nhé. Combo khung của ruột tay cầm là gỗ mun đuôi công và khung là khung vuông mã vạch nha các bác nhé. Rất chi ok. Còn là em nắp có 3 mảnh rất chi ok nhé. Giảm thanh là nắp giảm thanh Sumo 3 khúc. Hỗ trợ các bác, hỗ trợ anh em định tâm liền khối đầu cành này. 3 khúc này, rất chi ok. Thì ba nhằm rất chi ok nha các bác nhé. Và cành này em đang sử dụng là cành Lô Tha Wiser tem vàng, hàng công ty và hàng đời đầu và nhập tàu chính hãng nha các bác nhé. Nhập tàu chính hãng nhé, rất chi đồng chủ cho các bác, cho anh em. Đồng tâm đồng chủ em trả hàng cho các bác, nên các bác và anh em yên tâm tham khảo, có gì inbox cho em qua số điện thoại đầu trang. Quy bọc đồng nha các bác nhé, chống han rỉ cho các bác rất chi ok. Này, khung tròn như này thì các bác có thích khung tròn hàng Z thì báo em bên shop em. Còn con kính là con kính Discovery, cũng là hàng VTG 3-12x42 AOAC nha các bác nhé. Hỗ trợ các bác, hỗ trợ anh em là đèn hồng tâm đi săn ban đêm và có vỉ gai kẹo gửi gắm vào viên kẹo cho các bác, cho anh em nhé. Rất chi ok một cây củi này nhé. Thì cây củi này nó cấu hình cũng như cây này, nhưng nó chỉ khác nhau cái kính và khung là khung tròn nha các bác nhé. Thì nó chênh nhau một tí nhé. Thì cây này em báo giá luôn cho các bác, cho anh em là 5.700.000 đồng nha các bác nhé. 5.700.000 đồng. Và các bác và anh em đã có một sở hữu ngay một cây côn đô thẳng dài và tầm khá khá cho các bác, cho anh em nhé. Thì các bác và anh em đặt nguyên cây thì em vẫn tặng các bác, tặng anh em một hộp kẹo về đi test củi nha các bác nhé. Rất chi ok. Thì em cũng xin dừng video tại đây. Thì cuối video cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình. Thì các bác và anh em theo dõi kênh thì cho thằng em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực ra những video chất lượng hơn để phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chú đáo. Bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em đầy đủ tất cả linh phụ kiện dài lẻo của dòng PCB, ví dụ như condo truyền thống Epic, Beverling, Vebic, tất cả linh phụ kiện dài của một cây củi. Các bác và anh em chỉ việc nhấc máy lên gọi điện cho em qua số điện thoại đầu trang và inbox Zalo cho em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chú đáo. Dạ vâng, cảm ơn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.